ta sẽ không nhận nuôi Mai Trâm để cho ngươi đi lấy chồng đâu. Nếu như Hơ này không giúp thì Hơ Lan sẽ đem Mai Trâm ra chờ đưa cho người kinh, người ta sẽ nhận nuôi nó. Đưa đây, đưa đây. Mày dám làm gì nó hả? Để hoàn thành đại sự, Hơ Lan sẽ hy sinh tất cả. Giang ơi, Hơ Lan bị ma rừng nhập hay sao mà nói chuyện kỳ lạ quá. Còn nói là đem Mai Trâm cho người kinh nuôi, có thật như vậy không? Giang ơi, Hơ Lan, Hơ Lan, đừng khóc nữa. Mai Trâm ngoan. Thương, thương nha, thương nha. Đừng khóc nữa, ngoan nha. Đừng có khóc nữa nha. Giang ơi, sao con khổ như vậy? Tại sao con lại quen một người bạn xấu xa như Hơ Lan? Nó đành lòng dứt bỏ đứa em còn đỏ hòn để đi lấy chồng. Anh Sơn Duy mới vừa mất không được bao lâu mà. Ngoan, ngoan nha Mai Trâm. Hơ Nê. Ngoan. Sao Mai Trâm khóc dữ vậy? Hơ Nê không biết. Để ở quần ẩm nó cho. Mai Trâm ngoan nha, không khóc nữa nha. Mai Trâm ngoan, nín nha, đừng khóc nữa nè. Ngoan. Nín rồi. A Quang hay vậy? Vậy là Hơ Nê không có duyên chăm em bé rồi. Hơ Nê không có chăm em bé được, còn đỡ hơn ai kia. Chỉ biết tới bản thân, không có lo cho em mình sống chết thế nào hết. Hơ Nê vẫn còn giận Hơ Lan hả? Người như vậy làm sao không giận cho được. Muốn lấy chồng thì cũng từ từ chứ. Anh Sơn Duy vừa mới mất mà. Nhưng mà Hơ Lan đã bị dân bàn tình mắng chửi nhiều rồi. Hơ Nê là bạn của Hơ Lan, đừng có chửi bạn như vậy. Biết đâu Hơ Lan có nỗi khổ tâm không nói nên lời. Mai Trâm ngủ rồi nè. A Quân đưa đây để Hơ Nê bê vô trong. Nê thay A Quang thương Mai Trâm lắm. Hay là A Quang làm ba Mai Trâm đi. Làm ba? A Quang làm ba nuôi của Mai Trâm, Hơ Nê làm má nuôi, mình sẽ cho Mai Trâm một gia đình hạnh phúc. A Quang thấy sao? Chuyện này sao? A Quang đã hứa nếu như không chết thì sẽ cưới Hơ Nê mà. A Quân quên rồi hả? Không, A Quân không quên. Chẳng qua là bây giờ A Quân chưa thể cưới Hơ Nê được. Quên nữa. Cái này là Hơ Lan nhờ A Quân qua đây để được cho Hơ Nê nè. Trong đây là toàn bộ tài sản của cậu Cơ Mên để lại. Hơ Lan nói là những thứ này để lo cho Mai Trâm sau này đó. A Quân lan qua chuyện khác. Tại sao A Quân lại không thể cưới Hơ Nê? Hay A Quân có người con gái khác hả? Không, Hơ Nê đừng có hiểu lầm. A Quân không có người con gái nào khác hết, chỉ là không thể bỏ mặc Hơ Lan lúc này thôi. Vì vậy mà A Quân phải làm quản gia cho nhà Quân Bảo để chăm sóc cho Hơ Lan. A Quân cũng phải làm thầy mo cho bản tình
và còn nhiều chuyện khác bận rộn. Thôi được rồi, ông Quân không cần nói nữa. Hờ Nê hiểu rồi. Hờ Lan đi theo Quân Bảo, Âu Quân thì theo Hờ Lan. Hai người đi hết đi, Hờ Nê không cần. Hờ Nê à? Hờ Nê không nghe gì hết á. Âu Quân đi đi, về chăm sóc cho Hờ Lan đi. Kể từ nay đừng tới tìm Hờ Nê nữa. Trong tình cảnh này, cứ để Hờ Nê hiểu lầm, như vậy sẽ an toàn cho cô ấy hơn. Nếu như Hờ Nê đã đuổi Âu Quân thì Âu Quân đi đi. Âu Quân, Giang ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao anh Âu Quân lại thay đổi nhanh như vậy? Thì ra Âu Quân vẫn còn thương Hờ Lan. Mình thật ngu ngốc khi nghĩ là Âu Quân sẽ chịu cưới mình. Anh Sơn Duy, mồ anh còn chưa kịp sanh mà em đã vô lấy chồng. Trên trời linh hồn anh có nhìn thấy chắc sẽ đau lòng lắm. Bạn tình ai cũng nguyền rủa em, tương em là kẻ tham giàu, chưa hết tàn mà đã vô lấy chồng. Em biết anh sẽ không đồng ý cho em làm chuyện này, nhưng ngoài cách này ra em không còn con đường nào để chọn. Quân Bảo đã diệt ma của em, cầu mờ em và cả người mà em yêu thương nhất. Em làm sao có thể tiếp tục sống với nỗi đau khổ này chứ? Lúc đứng trên đỉnh núi, em nhìn xuống vực sâu, em chỉ muốn nhảy xuống để chấm dứt cuộc đời đau khổ. Nhưng em đã kịp kìm lòng, em không thể nào chết một cách đơn giản như vậy được. Quân Bào đã gây nợ máu, em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho những người đã khuất. Hờ Lan, em vẫn chưa thay đồ đi ngủ hay sao? Nãy giờ em vẫn ngồi đây chờ anh về hả? Em đúng là một cô gái ngoan hiền. Anh uống nhiều quá rồi. Em lo cho anh say đó hả? Anh không thể nào say được, tuy là có hơi quá chén. Hôm nay là đêm tân hôn của anh mà, làm sao mà anh say được. Hờ Lan à, hôm nay em đẹp lắm. Em đẹp lắm biết không? Em ngoan lắm. Đêm nay anh sẽ cho em là một cô dâu hạnh phúc nhất trần đời. Làm cái gì vậy? Dám âm mưu giết chồng vào đêm tân hôn? Ngay từ đầu khi thấy em nhận lời nhanh chóng là tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Nhưng tôi vẫn cố tình và hy vọng là tôi không sai. Nhưng mà tôi lại không ngờ em lại âm mưu giết tôi. Có phải thằng khốn A Quân đã bày cho cô cách này để giết tôi không? Hả? Cách này là do tôi tự nghĩ ra, A Quân không liên quan gì hết.
Tôi không tin một người yếu đuối như cô. Ngay cả giết một con kiến cô cũng không dám. Vậy mà dám giết người. Đúng. Thường ngày ngay cả một con kiến tôi cũng không giết, vì nó không coi tôi. Nhưng tao phải giết mày, vì mày là tên khôn, lòng là già sói, độc ác hơn là cầm thú. Em ngây thơ quá rồi. Quân bảo này dễ cho người ta giết lắm sao? Chỉ cần âm mưu muốn giết tôi thì biết hậu quả như thế nào không? Một khi đã bước vào đây, tao đã không còn nghĩ đến chuyện còn sống nữa rồi. Mày chết đi. Khốn nạn! Sơn Duy, hãy tha lỗi cho em. Em không thể trả thù cho anh và mọi người được rồi. Hãy cho em. Điên hả? Điên hả? Cô điên rồi hả? Chuyện gì vậy? Quân Bảo! Chuyện gì hả? Mày đừng có giả bộ ngu ngốc nữa. Mày! Kế hoạch giết chồng trong đêm tân hôn do mày bày ra đã bị bại lộ rồi. Chuyện giết chồng? Có chuyện gì sao? Hồi Lan định giết Quân Bảo sao? Hồi Lan điên rồi hả? Hồi Lan không điên. Hắn đã giết chết ba người trong gia đình của Hồ Lan. Hồ Lan sẽ bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Phải giết hắn, tránh ra. Hồ Lan, Hồ Lan, Hồ Lan. Hồ Lan sẽ không bao giờ để cho hắn yên. Hồ Lan sẽ không bao giờ để cho hắn yên. Hồ Lan, Hồ Lan không được làm như vậy. Đúng sai mọi chuyện đã tính sao? Bây giờ để tôi nói chuyện riêng với Hồ Lan. Được, tao giao Hơ Lan cho mày. Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra, tao sẽ không tha cho mày đâu. Hơ Lan, tại sao không nói trước với A Quân? Tại sao lại tự mình muốn giết Quân Bảo? Hơ Lan có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Một khi đã bước chân vào ngôi nhà này, Hồ Lan đã nghĩ đến chuyện không còn sống để bước trơ ra rồi. Hồ Lan đi rồi, tại sao lại suy nghĩ đến chuyện không còn sống nữa? Sơn Duy đã chết rồi. Ba Hồ Lan với cậu Ca Mền cũng đã chết hết rồi. Hồ Lan còn sống để làm cái gì nữa? Hồ Lan còn sống trên đời này để làm cái gì nữa? Hồ Lan, Hồ Lan phải sống. Phải sống để nhìn tên Quân Bảo trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Giết hắn cũng là cách để bắt hắn phải trả giá. Hồi nãy nói như vậy là đánh giá thấp Quân Bảo rồi. Hắn không phải là một thương gia bình thường như chúng ta lầm tưởng. A Quân, Sơn Duy và cả chú Sơn Tài nữa cũng không đấu lại hắn. Một mình Hồi Lan là gì chứ? Chứ không lẽ mình nhìn hắn giết người để mặc hắn sống nhẫn nhơ như vậy hay sao chứ? Hắn có thể sống nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, nhưng hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới trời. Thầy Mo A Sơn đã cho hắn lời nguyện, trước sau gì hắn cũng sẽ bị thần linh trừng phạt. Chuyện trả thù như thằng Quốc Bảo không phải là chuyện của Hơ Lan. Chuyện cần làm bây giờ là Hơ Lan phải sống tốt, phải giữ gìn giọt máu của Sơn Duy. Sơn Duy đã chết rồi. Bây giờ những gì còn lại của anh ấy chính là đứa con trong bụng của Hơ Lan. Hơ Lan đành lòng nhìn đứa con được tạo từ tình yêu của mình và Sơn Duy phải chết sao? Xuống gì đó, Hơ Lan sẽ phải trả lời với Sơn Duy và bác Sơn Tài như thế nào đây? A Quân, Hơ Lan hiểu rồi. Hơ Lan nông nổi quá. Xem chút là Hơ Lan giết chết đứa con của mình rồi. Hơ Lan đừng có nồng nổi như vậy nữa. Từ nay về sau, trước khi làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của A Quân trước, có biết chưa? Hơ Lan biết rồi. Bây giờ Hơ Lan nghỉ ngơi đi. A Quân sẽ nấu cho Hơ Lan một chén thuốc an thần và dưỡng thai. Cảm ơn A Quân. Nếu không có A Quân thì Hơ Lan làm chuyện sai lầm rồi.
Sơn Duy là bạn của A Quân. Bằng tất cả khả năng, thậm chí là cả sinh mạng của mình, A Quân phải bảo vệ bằng được đứa con của Sơn Duy. Tôi tin ở A Quân. Vàng ơi, nhân duy ông kể có thật không? Dưới dòng linh của thầy Mo A Sến và tất cả những người đã khuất, tôi không bao giờ dám nói sai dù chỉ một lời. Ông đi đi, ông đi về đi, ông đi về đi. Tôi đã kể cho bà nghe sự thật, bà vẫn muốn đuổi tôi về sao? Vì ông đã lừa dối tôi, làm tôi hiểu lầm Hơ Lan mấy mươi năm nay. Ông có coi tôi là bạn không? Ông có nhớ lời thề trước mặt sân thần không? Lúc nào tôi cũng xem bà là bạn, lúc nào tôi cũng nhớ những lời thề trước sân thần. Ông thề trước sân thần cái gì? Ông nói tôi nghe đi. Chúng ta đã thề sẽ mãi mãi là bạn, suốt đời ở bên nhau, vui buồn sướng khổ cùng nhau. Vậy mà ông và Hơ Lan lại lừa dối tôi mấy mươi năm nay, để tôi sống trong đau khổ dày dò, hiểu lầm bạn mình. Ông có coi tôi là bạn không? Có coi tôi là bạn nữa hay không? Bà đừng giận tôi, cũng chỉ vì bất đắc dĩ tôi mới làm như vậy. Tôi chỉ muốn bà an toàn mà thôi. Tôi không cần an toàn, tôi không cần. Tôi sai rồi, bà đừng giận tôi nữa. Tôi xin lỗi bà. Đi về đi, đi về. Thôi được, nếu bà không tha thứ cho tôi thì tôi đi về vậy. Tôi chỉ mong bà đừng quá đau buồn nữa, và đừng hiểu lầm mọi chuyện nữa. Con đừng có sợ, mấy chú không làm gì con đâu. Con cứ bình tĩnh kể cho chú nghe những gì con thấy hôm ở nhà già làng. Dạ, mấy chú sẽ không nhốt con về không? Sao mà bắt con được? Con ngoan như vậy, mấy chú không có bắt con đâu. Mấy chú chỉ bắt những người xấu thôi, con hiểu không? Giống như là người đã giết chết già làng phải không? Đúng rồi con. Bây giờ con nhớ được những gì, kể cho chú nghe đi. Dạ, con thầy. Nè, con trai, con hãy bình tĩnh và nhớ cho chính xác rồi kể cho mấy chú nghe nha. Con thấy sao? Dạ, con thấy là... ép người ta quá. Tự nhiên bắt người ta đi giờ này à? Buộc ra. Hả? Tại vì ông xui thôi, vì ông đã biết quá nhiều bí mật của ông chủ. Ai? Hả? Ai đó? Ai vậy? Thank you.
Con. Nè con, như vậy là hiện trường ngày hôm đó có tới 2 hung thủ. À, ý chú ấy muốn hỏi con là hôm đó trong nhà già làng con thấy tới 2 người đúng không? Dạ đúng. Con cũng tận mắt thấy một người lấy cái tay cầm cái răng chọc cổ già làng đúng không? Dạ. Vậy còn cái người có hình thù xấu xí nhai cái lá đắp lên cổ già làng? Dạ, không phải là người nào xấu xí mà là con quỷ. Cái gì? Con quỷ? Sao con biết đó là con quỷ? Con nghe ma con và nhiều người trong bàn nói vậy. Thôi được rồi, cảm ơn con nha. Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy sao lâu nay cháu không kể cho mấy chú nghe, cũng không kể cho người lớn biết? Dạ tay. Tại sao hả con? Nói cho chú nghe. Dạ, già làng cô dân. Già làng dặn con. Vậy không lẽ lúc con tới già làng vẫn còn sống? Này con, con vô đây rồi á, con không có sợ gì hết á. Ở đây có mấy chú bảo vệ cho con. Nè, nghe chú hỏi nè, khi con tới già làng vẫn còn sống đúng không? Dạ. Nhưng mà già làng chỉ sống được có một chút rồi. Rồi sao nữa? Dạ, già làng chết. Theo như con kể là có 2 người giết chết già làng, nhưng sau khi các chú tới mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp. Dạ, gọn gàng ngăn nắp gì, đã có người dọn. Hả? Vậy là có một người khác tới hiện trường sao? Dạ. Dạ là cô, dạ vậy mà. Nhìn thấy người tới xóa dấu vết hiện trường. Dạ. Yeah. Lúc đó người đó quay mặt về phía con, cho nên con thay. Vậy bây giờ con còn nhớ mặt người đó không? Dạ yeah, nhớ. Cậu Tiến. Dạ. Con nhìn vào đây, con có nhận ra người đó không nha? Dạ yeah, không phải. Không phải luôn. Không phải luôn. Dạ không phải, giống như con thấy hết á. Con cố nhìn một lần nữa xem. Dạ con nhìn kỳ lắm rồi, không có ai giống như người đó hết á. Giống là con biết liền à. Được rồi, bây giờ con cố nhớ một lần nữa, còn có chuyện gì con chưa kể chú nghe không? Dạ không, con kể hết cho chú rồi. Thôi được rồi, cảm ơn con. Bây giờ con có thể về với ba mẹ. Nhưng mà con có nhớ chuyện gì á, lập tức tớ kể cho chú nghe nha. Dạ. Nghe chú dặn nè, con không được kể cho bất cứ ai nghe về việc con nhận ra người xóa dấu vết hiện trường, sẽ nguy hiểm cho con đó. Dạ. Con không kể cho ai nghe đâu. Ừ. Thôi con ngồi xuống đi. Con ngồi xuống đây, chút xíu chú đưa con về nha. Dạ. Yeah. Quả đúng như kết quả xét nghiệm, tại hiện trường vụ án của già làng có tới 2 hung thủ. Theo như những gì mà cháu bé kể lại thì 2 hung thủ đó không phải là đồng bọn, chúng hành động riêng lẻ. Và hung thủ đã dùng răng nanh cắn vào cổ già làng, không phải là con quỷ mà mọi người đồn đoán. Con quỷ đó dùng một loại cây có chất warfarin làm tan máu đắp vào cổ già làng, với ý định cầm máu
Chỉ tiếc là liều lượng của chất độc quá cao nên lượng warfarin không đủ để cứu người. Vậy là chúng ta đã nghi quan cho con quỷ đó rồi. Ừ. Thôi, để chú đưa con về nha. Yeah, con thưa hai chú con về. Ừ. Em đi nha. Ừ. Em chuẩn bị ngủ rồi sao? Hôm nay em ngủ sớm hơn ngày thường đó. Khoan hãy ngủ đã. Anh cho em xem cái này nè. Anh nói em không nghe hả? Anh biểu em quay qua không có lỗ tai hả? Tại sao em luôn muốn chọc tức tôi? Lúc nào cũng muốn làm tôi mất vui em mới chịu hả? Tặng cho em là ngày voi thứ thiệt đó. Đẹp và vừa tay. Lại muốn chọc tôi nổi điên sao? Em không làm được điều đó đâu. Cũng như là Awon và lão thầy mò A Sến khốn kiếp kia, không thể nào ngăn cản tôi tìm ra bí mật của thần linh. Rồi đây không phải là chiếc ngà voi nhỏ nhoi này, mà sau này là cả một cung điện ngà voi được dựng lên. Mà chính là ngà của các con voi già mà các người tôn sùng nó là thần linh. Rồi đây tôi sẽ là vua của xứ sở này. Em biết điều thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi. Lúc đó em sẽ có tất cả. Muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, em hiểu không? Hả? Sơn thần sẽ không cho ông hoàn thành tham vọng khốn nạn đó đâu. Một ngày không xa, ông sẽ bị quả báo, và những đứa con của ông sẽ chết vì lời nguyền. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Cô dám nguyền rủa con tôi hả? Cô đừng nhớ, trước đó tụi nó cũng là con của cô. Lẽ nào cô không có chút tình cảm nào cho những đứa con mà cô sinh ra hay sao? Cô là mẹ mà cô vô nhân tính như vậy sao hả? Chúng không phải là con của ta, là do người ép ta sinh ra chúng thôi. Với ta, chúng là nỗi nhục, nỗi hận thù, tuyệt đối không có một chút tình cảm nào cả. Đừng có trách ta là một người mẹ vô nhân tính. Có trách thì trách, chúng nó có một người cha quỷ dữ như ngươi, nên mới phải bị báo ứng thế thảm như vậy. Báo ứng thê thảm? Con của tôi bị báo ứng thê thảm sao? Vậy mà tôi cứ tưởng con của cô và Sơn Duy mới bị báo ứng thê thảm. Con của ta với Sơn Duy sao? Đừng có tỏ
tỏ ra như người vô tội. Cô tưởng cô với Ogon có thể qua mắt được tôi sao? Cô tưởng tôi có thể chấp nhận một đứa con quan của Xuân Duy ở trong nhà này hả? Cô và Ogon quá ngây thơ. Vậy là từ lúc đó người đã biết rồi sao? Không lẽ... Sao Hơi Lan không chịu ăn cơm vậy? Đầu bếp nấu cơm không hợp gì hả? Vậy để quên cái đầu bếp nêm nếm lại. Không cần đâu. Năm là ngon. Bà Hơ Lan muốn A Quân lấy cho Hơ Lan. A Quân đã lấy chưa? A Quân chưa lấy. Và A Quân cũng sẽ không bao giờ lấy cho Hơ Lan đâu. Nếu A Quân không lấy là ngon cho Hơ Lan, Hơ Lan sẽ nhịn ăn cho đến chết luôn. Hơ Lan, Hơ Lan không thể chết được. Không chết thì Hơ Lan phải làm gì đây chứ? Kế hoạch trả thù đã thất bại. Bây giờ Quân Bao đã biết rồi thì làm sao Hơ Lan ra tay lần nữa được chứ? Đúng vậy, Hơ Lan không nên liều lĩnh nữa. Hơ Lan không cần phải gấp. Thằng Quân Bao sớm muộn gì nó cũng sẽ gặp quả báo. Bây giờ trước mặt mọi người, Hơ Lan và Quân Bao đã làm đám cưới với nhau rồi, nên tên Quân Bào đó sớm muộn gì cũng sẽ chiếm đoạt lấy thân xác của Hơ Lan. Mà A Quân biết rồi đó, Hơ Lan không thể nào phản bội anh Sơn Duy, sẽ không thể nào lấy một người đã giết chồng mình và thầy Mo được. Hơ Lan à, A Quân biết là Hơ Lan rất là đau buồn, nhưng mà Hơ Lan hãy suy nghĩ cho tường tận đi. Giọt máu cuối cùng của Sơn Duy đang nằm trong bụng của Hơ Lan. Bây giờ nỡ lòng nào Hơ Lan giết chết con của Sơn Duy sao? Con của Sơn Duy? Đúng vậy. Nếu yêu Sơn Duy, nhất định là Hơ Lan phải giữ lấy giọt máu này. Đó là kết tinh của tình yêu giữa Sơn Duy và Hơ Lan. Hơ Lan nỡ lòng nào nhìn nó chết sao? Không, Hơ Lan sai rồi. Đứa con này là của Sơn Duy, Hơ Lan không thể nào để nó chết được. Đúng vậy. Giang ơi, nếu như không có A Quân thì Hơ Lan đã phạm lỗi rồi. Hơ Lan phải sống, Hơ Lan phải sinh con cho Sơn Duy đúng không? Đúng vậy. Hơ Lan không chỉ phải sống mà phải sống thật tốt để sinh ra đứa bé này. Đó là thứ duy nhất mà Sơn Duy để lại ở trên đời này, cho nên chúng ta bằng mọi giá phải gìn giữ và bảo vệ nó. Hơ Lan biết rồi. Hơ Lan hứa kể từ bây giờ Hơ Lan sẽ không suy nghĩ bậy bạ nữa đâu. Hơ Lan sẽ ăn uống đàng hoàng, Hơ Lan sẽ ăn cơm. Ăn đi. Ngày mai A Quân sẽ vào rừng để tìm lá thuốc bồi bổ cho hai mẹ con. Nhất định là Hơ Lan sẽ sinh ra một đứa con khỏe mạnh và xinh đẹp giống như Sơn Duy vậy. Giống Sơn Duy nhất định là như vậy mà. Hơ Lan à, nhưng mà có một điều, Hơ Lan phải nghe lời của A Quân. Để sinh con khỏe mạnh an toàn, A Quân nói gì Hơ Lan cũng nghe theo hết. Hơ Lan phải giấu kỹ với Quân Bảo chuyện Hơ Lan có con với Sơn Duy. Và cách tốt nhất để làm chuyện này, đó là
đứa con trong bụng của Hà Lan phải trở thành con của Quân Bảo. À, Quân nói gì vậy? Hà Lan chưa hiểu. Để lấy được lòng tin tuyệt đối của Quân Bảo thì Hà Lan phải trở thành vợ chính thức của hắn. Không, không, không bao giờ. Hà Lan không làm như vậy được đâu A Quân à. Hà Lan không muốn như vậy đâu. Thà chết, Hà Lan cũng không bao giờ làm vợ Quân Bảo. Hà Lan không chịu đâu. Nếu bây giờ Hà Lan không chịu làm vợ của hắn, làm sao chứng minh được cái thai trong bụng đây? Quân Bảo là một người rất nhầm hiểm và độc ác. Hà Lan không muốn con của mình và Xuân Nhi bị nguy hiểm chứ hả? Không, không. Thà là Hà Lan chết cũng phải bảo vệ con mình. Hà Lan không muốn con mình gặp nguy hiểm đâu. Hà Lan không muốn đâu. Ngoài cách này ra, bây giờ không còn cách nào khác nữa. Thì ra ngay từ đầu người đã biết tất cả. Là em sao? Dạ là em. Em ngồi đi. Anh Bao có thể để em vào phòng nói chuyện một chút được không? Em ngồi đi. Đêm hôm qua Hờ Lan đã thức suốt đêm để suy nghĩ về những chuyện mình đã làm. Hờ Lan thay mình qua nông nồi khi lấy dao đâm anh Quân Bao. Hôm nay Hờ Lan nấu chè đem đến đây để xin lỗi anh Quân Bao, mong anh tha thứ cho hành động vừa qua của Hờ Lan. Hờ Lan biết về những hành động nông nổi của mình. Hờ Lan không xứng đáng để được anh Quân Bao tin tưởng. Để anh an tâm, Hờ Lan sẽ ăn trước. Không cần đâu, em không cần phải chứng minh đâu. Anh lúc nào cũng yêu thương và tin tưởng em. Chén chè em đã tự tay nấu, cho dù có độc anh cũng không từ chối. Chè ngon lắm. Nếu em mệt cứ về phòng nghỉ ngơi đi, không làm phiền em đâu. Anh Quân Bao, ý anh nói là em làm phiền anh sao? Hà Lan chưa hiểu. Anh biết chứ, em thì yêu Sơn Duy, mà Sơn Duy thì mới vừa chết. Cho nên anh không ép em làm vợ của anh ngay đâu. Anh biết lương tâm của em vẫn còn rất đau khổ. Anh sẽ chờ đến khi nào em không còn nhớ Sơn Duy nữa. Muốn ta quên Sơn Duy sao? Không bao giờ đâu. Nếu bây giờ Hà Lan không chịu làm vợ của hắn, làm sao chứng minh được cái thai trong bụng đây? Quân Bảo là một người rất nhầm hiểm và độc ác. Hà Lan không muốn con của mình và Sơn Duy bị nguy hiểm chứ hả? Trời cũng tối rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh còn phải làm việc. Người mất thì cũng đã mất rồi, có đau buồn thương nhớ thì cũng không sống lại được. Hờ Lan đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Hờ Lan sẽ toàn tâm toàn ý làm vợ của anh Quân Bao, sẽ quên hết những chuyện đau buồn,
để sống cùng anh Quân Bảo được sống ấm êm và hạnh phúc. Chỉ mong anh Quân Bảo không ghét bỏ và ruồng rẫy em là được rồi. Hồ Lan nói gì vậy? Anh thương em nhiều mà, làm sao mà ruồng rẫy ghét bỏ em được chứ? Vậy đêm nay anh Quân Bảo cho phép em ở lại hầu hạ anh Quân Bảo được không? Được, dĩ nhiên là được chứ. Vậy anh Quân Bảo làm việc tiếp đi. Hơ Lan sẽ ngồi ở đây để chờ. Có người đẹp ngồi đây, làm sao mà anh làm việc được chứ? Cho dù việc có chất bằng non, anh cũng bỏ. Hơ Lan, qua đây với anh. Em có biết là em đẹp lắm không? Em có biết là em đã làm tim anh ngất ngay khi mà lần đầu gặp gỡ? Từ giây phút đó, anh đã biết anh không thể nào sống thiếu em trong cuộc đời này. Anh đi nhiều, anh đã quen rất nhiều cô gái, nhưng không một ai trong số đó có được vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết như em. Nếu em đã biết suy nghĩ và thật lòng thương anh nhất định sẽ biến cuộc sống của em thành thiên đường. Anh Quân Bảo đã không che em là sơn nữ que mùa, thì làm sao em lại dám không tận tụy hầu hạ cho anh chứ? Em ngoan lắm. Dạ, chào ông chủ. Ừ. Nhìn ông chủ hôm nay vui vẻ yêu đời quá ha. Hơ Lan đang mang thai, tao sắp được làm cha, đương nhiên là phải vui rồi. Dạ, được làm cha mà không vui? Nhưng mà ông chủ ơi, tôi sợ ông chủ bị mừng hụt thôi à. Nè, mừng hụt là sao? Mày dám trù éo con tao hả? Dạ, mày chán sống rồi hả? Dạ, không phải ông chủ. Tôi không có ý trù ẻo con của ông chủ, nhưng mà có chuyện này không biết tôi có nên nói cho ông chủ nghe hay không. Chuyện gì? Dạ, chuyện là vậy. Hơ Lan, Hơ Lan lại mắc ói nữa hả? Từ hôm qua tới giờ Hơ Lan cứ bị ói hoài à. Cái gì vô bụng cũng ói ra hết á. Hơ Lan lo quá, cứ như vậy hoài con của Hơ Lan sẽ bị đói chết. Không có đói chết được đâu. Đưa tay đây, ông Quân khám cho. Có sao không ông Quân? Hơ Lan bị thiếu máu rồi. Để ngày mai ông Quân vào trong rừng sâu hái một mớ lá bổ máu để cho hai mẹ con nha. Nhưng mà đồ ăn còn ói ra thì la thuốc uống gì nồi? Hơ Lan đừng có lo, A Quân sẽ hái thêm ít lá thuốc trị bệnh ói cho Hơ Lan.
A Quân rang tìm La Thuốc hay hay để trị bệnh cho Hơ Lan nha. Đứa con của Sơn Duy, Hơ Lan muốn chăm sóc nó thật đàng hoàng. Con của Sơn Duy hả? Hơ Lan yên tâm đi, A Quân không chỉ tìm thuốc cho Hơ Lan mà A Quân còn phải bảo vệ và chăm sóc cho đứa con của Sơn Duy nữa. Ông chủ, tại sao ông chủ đánh tôi? Mày chán sống rồi hả? Mày dựng chuyện gì cũng được, nhưng tôi cấm mày dựng chuyện hại Hơ Lan, nghe chưa? Dạ không có. Dạ tôi xin thề có Sơn thần trên cao chứng giám, nếu mà tôi có nửa lời dựng chuyện hại người cho tôi chết không toàn thay luôn. Dạ ông chủ ơi, rõ ràng là chính tay tôi ghe, bà chủ Hơ Lan nói với A Quân như vậy mà. Thiệt đó ông chủ? Mày đã nghe như vậy thật sao? Dạ, tôi không nói thêm dù một chữ. Tạm thời tôi tin mày, nhưng chuyện này tôi cấm mày bép xép ra bên ngoài, nghe chưa? Dạ tôi biết rồi. Càng không để cho Hơ Lan và A Quân biết là tao đã phát hiện. Nếu có kẻ thứ ba biết chuyện này, tao sẽ giết mày. Dạ tôi biết rồi. Biết rồi đứng đó làm gì? Biết. Dạ. Nhìn lên. Ông chủ, theo lời công chủ dặn, tôi đã đưa người tới rồi. Có thật là bà chỉ khám thôi là sẽ biết được cái thai trong bụng của vợ tôi là bao nhiêu tháng à? Dạ thật, tôi làm nghề mụ đã hơn 20 năm rồi, thăm khám không biết bao nhiêu là sản phụ. Chuyện để biết thai bao nhiêu tháng với tôi dễ còn hơn trở bàn tay nữa. Vậy thì tốt, nếu bà khám ra tôi sẽ thưởng cho bà hậu hĩnh. Bây giờ vợ tôi đang ngủ ở bên kia, bà cứ tùy tiện mà khám, không cần phải đánh thức cô ấy vậy. Dạ, trước khi tôi đến gặp ông, cậu Mảnh đây đã nói cho tôi nghe tình cảnh của ông chủ rồi. Dạ ông chủ, tôi chỉ nói sơ sơ cho bà biết thôi, chứ chưa biết hết mọi chuyện đâu ông chủ. Nếu bà đã biết hết hoàn cảnh của tôi rồi thì càng tốt, dễ làm việc. Mảnh, đưa bà ấy đi khám đi. Dạ thế tôi. Dạ. Bà nói lại một lần nữa cho chắc chắn là cái thai trong bụng của vợ tôi được mấy tháng rồi? Theo tôi biết, ông chủ vừa cưới vợ được 2 tháng, nên chuyện bà nhà có thai 4 tháng là khó có thể chấp nhận. Nhưng sự thật là như vậy, vợ ông chủ đã có thai hơn 4 tháng, hiện thai nhi phát triển rất khỏe mạnh. Nhưng mà ông chủ đừng lo, chuyện xấu hổ này tôi nhất định sẽ giữ kín, không cho ai biết đâu. Cho dù là muốn nói thì tôi e rằng bà không còn cơ hội để nói. Tôi chỉ nói chơi vậy thôi, chứ bà giúp tôi phát hiện ra sự thật, tôi cảm ơn bà và sẽ thưởng cho bà hậu hĩnh. Dạ cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ nhiều lắm. Ông chủ, chuyện này là ông tính giết người vậy cậu hả? Những kẻ biết nhiều chuyện không nên sống ở cõi đời này. Mày theo tao bao lâu rồi? Những nguyên tắc đơn giản như vậy mày cũng không biết hả? Dạ tôi biết rồi. Tìm một lý do gì đó, té sông hay té suối, mày hiểu chứ? Dạ hiểu. Lấy thêm một ít tiền nữa về lo cho gia đình của bà ta. Dạ. Hơ Lan, lý do mà em chịu thân mật với tôi là như vậy à?
Cả em và thằng A Quang đều xem tôi là tên ngốc, muốn tôi nuôi con Sơn Duy à? Để nó lớn lên rồi trả thù tôi sao? Hai người đã lầm rồi. Giảm sát muối vô trái tim của Quân Bảo thì hai người sẽ thấy hậu quả ngay thôi. Nó phải chết. Vậy tại sao? Tại sao ngươi đã biết mà lại chấp nhận tất cả? Ngươi còn chăm sóc ta vô cùng chu đáo. Tại sao? Tại sao vậy hả? Vì nếu không làm như vậy thì làm sao lừa được A Won và cô chứ? Lừa ta với A Won? Đúng vậy. A Won, mang cơm cho Hơ Lan hả? Phải. Để tao. Đã đầu độc ta. Em là người anh yêu thương như vậy, nỡ lòng nào mà đầu độc em chưa? Vậy thì ngươi đã bỏ thứ thuốc gì vô thức ăn của ta? Chỉ là một thứ thuốc vô hại với người bình thường, nhưng có khả năng giết chết đứa con quan trong bụng của em. Với số lượng thuốc mà anh bỏ vào thức ăn của em, lẽ ra chưa tới 10 ngày là sẽ giết được đứa con quan trong bụng của em. Vậy mà thằng A Won cũng gian xạo lắm. Biết anh bỏ thuốc hại em, nó đã không hốt hoảng mà cũng không nói cho em biết, mà đã âm thầm cho em uống thuốc dưỡng thai. Hơ Lan, có chuyện gì mà cho người nhắn A Won tới gấp vậy? A Won ơi, Hơ Lan lo quá. Ăn cơm xong Hơ Lan thấy đau bụng, còn bị ra huyết. Để Quân coi. A Quân, con của Hơ Lan có sao không? Con của Hơ Lan không sao đâu. Chỉ bị yếu sức một chút thôi. Nhớ, nghe lời của A Quân, chịu uống thuốc đầy đủ thì đứa bé sẽ không sao đâu. Vậy thì tốt rồi. Hơ Lan lúc nào cũng nghe lời A Quân hết mà. A Quân bị uống thuốc gì Hơ Lan cũng uống hết. Vậy bây giờ Hơ Lan cứ ở đây, A Quân sẽ chạy vô rừng hai lá thuốc về xác cho Hơ Lan uống. Và Hơ Lan cũng phải nhớ nghe lời của A Quân, uống thuốc cho đầy đủ. A Quân đi nghe. Thì ra năm đó A Quân cũng biết được âm mưu thâm độc vô nhân tính của ngươi. Một bên giết, một bên giữ. Nhưng xem ra đứa con quan trong bụng em cũng lớn mạng lắm. Chịu đựng sức công phá của thuốc lâu như vậy mà nó không chết. Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Là khốn nạn! Ngươi đúng là đồ khốn nạn! Ngay cả một đứa con nít mà ngươi cũng không tha. Ngươi có còn là con người nữa không? Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ em có tức giận, em muốn giết anh cũng không thay đổi được gì đâu. Chỉ bằng em hãy quên tất cả đi, cùng anh làm lại từ đầu ha. Quên tất cả, làm lại từ đầu. Đừng có vọng tưởng. Ngay cả kiếp này mà cả kiếp sau, ta có đầu thai lại làm người,
Mối thù này cũng không một phút nào nguôi. Lúc có cơ hội thì ta cũng sẽ giết ngươi để trả thù cho những oan hồn đã chết tức tưởi kia. Hừ lắc. Rượu mời không muốn uống, em muốn uống rượu phạt sao? Nhưng mà hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, em không nên phá anh như vậy. Đồ khốn nạn, cứu ra! Đồ khốn nạn, cứu ra! Ông Quân Bảo này thật là đáng ghét. Dì Hơ Lan đã nói là không thích rồi mà lần nào cũng vậy. Nhìn dì Hơ Lan bị hành hạ, tội nghiệp quá. Không được, mình phải giúp dì. Ông Quân Bảo! Sợ. Bà con ơi, chị khổ quá. Mà con biết rồi, dì nín đi, dì đừng có khóc nữa. Từ nay trở đi á, mà con không để cho ông Quân Bảo ăn hiếp dì nữa đâu. Mà con, sao con gan quá vậy? Con không nhớ A Quân đã dặn con gì sao? Con không được tới gần Quân Bảo. Con đã suýt chết một lần rồi, con không sợ sao? Nhưng mà con sợ ông Quân Bảo. Nhưng mà con thương gì, con không thể nào đứng yên để cho ông ta ăn hiếp gì được. Mà dì đừng có lo, ông ta không hại được ma con đâu. Mà con biết cách trị ông Quân Bảo rồi. Dì cảm ơn con, nhưng con phải cẩn thận đó. Quân Bảo gian xảo và thâm độc và nguy hiểm lắm. Mà con phải cẩn thận. Mà con biết rồi. Dì mệt không? Dì buồn ngủ không? Dì ngồi xuống nghỉ đi. Dì không ngủ được, dì sợ lắm. Nếu dì ngủ không có được á, hay là dì ra sân chơi với ma con nha. Ra sân chơi? Ma con biết là dì không thích ra ngoài sân, nhưng mà dì đang buồn. Dì cứ ở trong phòng như vậy hoài á là càng buồn hơn á. Dì ra sân chơi với ma con nha. Nha dì nha. Để ma con vuốt tóc lại cho dì. Hơ Lan, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên Hơ Lan. Hãy nghĩ đến Sơn Duy, hít sâu thở đều, cố gắng lên. Hơ Lan làm được mà. Đau quá. Sắp được rồi, cố gắng lên, hít sâu, hít thở sâu, hít sâu, cố gắng lên, cố lên, sắp được rồi. Cố lên Hơ Lan. Nè, mày định làm gì? Dạ không có gì, tôi chỉ tò mò thôi ông chủ. Mày đừng quên Hơ Lan là vợ của tao. Dạ ông chủ hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn biết là công sức của tôi với ông chủ biết bao nhiêu ngày nay có kết quả hay không thôi. Những việc như thế này không nói ở đây được đâu. Ông chủ yên tâm đi, ở trong đó chỉ có A Quang thôi, phải lo chăm sóc cho bà chủ rồi. Ở ngoài này không có ai, chỉ có tôi với ông chủ.
Ừ, nhưng mà ông chủ à, tôi thấy lạ lắm. Mình hạ độc biết bao nhiêu ngày nay mà đứa con trong bụng của bà chủ vẫn khỏe mạnh bình thường. Ông chủ, có khi nào mình mua lộn thuốc không ông chủ? Không thể nào. Ngay cả bác sĩ cho thuốc còn không hiểu được. Có thể là đứa con quan của Sơn Duy quá mạnh, cũng có thể là tay nghề của A Quang quá cao. Nhưng mày đừng quên, ngoài thuốc độc mà tao bỏ vào cơm, Hơ Lan đã uống thuốc dưỡng thai của A Quang mỗi ngày. Cái này ông chủ nói đúng đó. Tại vì em thấy A Quang á, ngày nào cũng lên rừng hái thuốc cho bà chủ. Ông chủ à, có khi nào nó nghi ngờ mình không ông chủ? Mày ngóng lỗ tai lên mà nghe rõ đây. Lát nữa nếu đứa nhỏ còn sống, mày biết tự làm gì rồi đó. Ông chủ, ủa làm gì là làm gì ông chủ? Ông chủ nói rõ hơn được không? Mày theo tao bao lâu rồi? À, tôi hiểu rồi. Mình có thể lỡ tay làm rớt, đúng không ông chủ? Ông chủ ơi, đứa nhỏ còn sống kìa. Mày làm hư chuyện lớn của tao thì biết tay. Dạ. Hồ Lan, Hồ Lan, em sinh rồi sao? Là con trai hay con gái? Đưa cho anh xem. Đưa anh xem nào. Đứa bé chết rồi. Để cho Hơ Lan yên tĩnh một chút đi. Chết? Là sao? Không, con Hơ Lan không có chết. Nó chỉ ngu thôi. Một lát nữa con sẽ tỉnh dậy đúng không? Không thể nào. Rõ ràng hồi nãy tôi còn nghe tiếng nó khóc. Mày định giở trò gì? Mày nói gạt tao đúng không? Hơ Lan, Hơ Lan, đưa anh xem. Không, lúc nãy còn khóc nên bây giờ con phải ngủ. Mấy người đừng làm ồn nữa. Đi đi cho con tôi ngủ. Hơ Lan, Hơ Lan, Hơ Lan, lúc nãy có thể là A Quân đã nhìn lầm. Hơ Lan, đưa cho A Quân coi lại đi. Hơ Lan, Hơ Lan, Hơ Lan không muốn đưa con mình cho ai hết. Để cho con Hơ Lan ngủ. Hơ Lan à, hãy tin A Quân đi. A Quân chỉ kiểm tra đứa bé thôi mà. Hơ Lan, Hơ Lan phải tin A Quân chứ. A Quân là thầy mo mà. Mày xem đi, nó đã không còn hơi thở. Chết rồi sao? Mày đã để tay lên mũi của đứa bé mà mày vẫn chưa tin sao? Nhưng rõ ràng hồi nãy tôi nghe tiếng khóc. Đúng, lúc này khi mới sinh ra thì nó còn sống, nhưng bây giờ thì nó đã chết rồi. Tại sao nó chết? Tụi bay có cần tao nói lý do cho Hơ Lan nghe luôn không? Mày, bây giờ mày tính sao? Người đã chết phải trở về với cát bụi thôi. Tao sẽ làm lễ nhập quan cho đứa bé. Không, lễ nhập quan để làm gì chứ? Con của Hơ Lan chưa có chết. Trả con cho Hơ Lan đây. Con của Hơ Lan chết rồi. Con của Hơ Lan chưa chết mà. Đây là lời nói của thầy Mó A Quân, Hơ Lan phải tin. Con của Hơ Lan còn sống mà. Nó vừa mới khóc mà. Con của Hơ Lan đã chết rồi. Hãy để cho đứa bé nhập quan. Nếu như Hơ Lan không muốn nó trở thành hồn ma ngạ quỷ, suốt đời không thể siêu thoát. Nhưng mà Hơ Lan muốn ẵm con.
đứa bé chết rồi, hãy để cho linh hồn nó ra đi thanh thản, không nên quyên quyết làm gì. Mọi việc hãy để cho thầy Mo A Quân này giải quyết. Còn mày, mày không thể an ủi cô ấy được một tiếng hay sao? A Quân nói đúng đó em, con nó đã chết rồi, hãy để cho nó ra đi thanh thản. Không, con của Hơ Lan đã chết thật sao? Đúng là con của mình đã chết thật rồi. Nghe lời anh đi, đừng đau buồn quá. Từ từ rồi mình sẽ sinh ra những đứa con xinh xắn hơn. Không bao giờ, không bao giờ ta làm điều đó. Không bao giờ. Ta không thể nào xa con ta được. Hơ Lan, Hơ Lan, Hơ Lan bình tĩnh đi. Con, mẹ sẽ không để cho con đi một mình đâu. Mẹ sẽ đi theo con. Hơ Lan, Hơ Lan, không được làm chuyện dây dột như vậy. Bà chủ à, bà chủ. Không, Hơ Lan, con không đi một mình đâu. Mẹ sẽ đi theo Hơ Lan. Con, hãy trả con lại cho bà tôi. Đi, Hơ Lan. Con ơi, trả con lại cho Hơ Lan. Trả con lại cho Hơ Lan. Ta đã cho Hơ Lan người la mê. Cô ấy sẽ ngủ lâu lắm đó. Mày làm cái gì đó? Có làm gì đâu. Đúng là đứa bé không còn hơi thở thiệt. Nhưng mà tại sao nó lại chết dễ dàng như vậy được hả? Mày thử tương tư, con người cho cô uống thuốc độc cả một năm trời thì nó có dễ chết hay không? Mạnh, không cãi nữa. Dạ. Để cho nó chôn đứa nhỏ đi. Chết rồi hả? A Quân sợ chị đau buồn rồi nghĩ quẩn nên đã cho dì ngủ thật lâu. Đến khi tỉnh lại thì mọi người đã lo hậu sự cho Bích Châu rồi. Chắc lúc đó dì đau lòng lắm. Tội nghiệp cho dì quá à. Mà con thương dì lắm. Kể từ hôm đó ta đau buồn lắm. Ta chỉ muốn chết theo con. Nhưng mà A Quân và Quân Bảo đã không cho dì cơ hội. Hai người họ lúc nào cũng canh chừng dì mọi lúc mọi nơi, không muốn dì chết. Nếu mà con ở đó, mà con sẽ canh chừng, mà con không cho dì chết đâu. Nhưng dì sống như một thể xác vật vờ như vậy thì ta chết còn sướng hơn. Thật ra một khi dì đã quyết tâm thì 10 Quân Bảo hay là 10 A Quân cũng không cản được dì đâu. Dì còn sống được tới ngày hôm nay là nhờ chú Quỷ. Dì ơi, chú Quỷ gọi con cái gì? Chú Quỷ? Chú Quỷ là ai vậy con? Con không biết chú Quỷ là ai hết á. Tại vì chú Quỷ không có biết nói. Nhưng mà chú Quỷ tốt với ma con lắm á. Tất cả những phép thuật mà con biết á là chú Quỷ dạy cho con á. Dì ơi dì, dì vào phòng nghỉ ngơi đi nha. Ừ, con đi gặp chú Quỷ đây. Không được đâu ma con. Bây giờ đã nửa đêm khuya khoắt như vậy mà con dám vào rừng, như vậy rất là nguy hiểm, con không sợ hả? Con đã là ma rồi thì sợ gì chứ. Con đã chết một lần rồi, không bao giờ chết lần thứ hai đâu. Dì đừng có lo. Ừ, dì quên mất. Dì, con đi gặp chú Quỷ nha. Dì vào phòng nghỉ ngơi đi nha. Ừ, ba con nhớ cẩn thận. Giờ dì về đi ngủ. Khỏi cẩn thận, không ai làm gì ma con đâu. À, mà dì, dì
dì đừng có kể chuyện này cho ông A Quân biết nha. Ông A Quân sẽ la con á. Nhớ dì nha nhớ, dì. Dì nhớ rồi. Vậy con đi nha. Ừ. Sao mà mình lại thấy thương con ma này nhiều như vậy không biết nữa. Sao chú quỷ khóc vậy? Mấy bữa nay chú không ăn hả? Ý chú nói là con không tới thăm chú quỷ nên chú quỷ buồn ăn không nổi hả? Mà con giận chú quỷ rồi. Nếu không phải hồi nãy tại chú quỷ gặp nguy hiểm chứ mà con không thèm tới đây nữa đâu. Ai biểu chú quỷ giết người? Chú quỷ giết già làng. Con không thèm chơi với chú quỷ nữa đâu. Mà con nói với chú quỷ bao nhiêu lần rồi, chú quỷ á không được hút máu người, chứ không được giết người. Vậy mà chú quỷ không chịu nghe. Chú quỷ dám giết hai người luôn. Mà con ghét chú quỷ mà còn không tới chơi với chú quỷ nữa. Chú quỷ tránh ra đi, tránh ra. Chú quỷ nói làm sao? Chú quỷ không giết người hả? Vậy tại sao trong người già làng có lá thuốc làm tan máu của chú quỷ? Chú quỷ không giết người, chú quỷ tới đó làm gì? Ông chủ, có chuyện gì mà sao ông chủ không nói trong nhà? Mong chủ phải hẹn tôi ra đây vậy. Chuyện này hệ trọng, không thể để cho người ngoài biết được. Giả lại bây giờ đang có tai mắt ở trong nhà là thằng Kỳ Phương, mày không biết sao còn hỏi. Ông nói là chuyện hệ trọng không thể để người ngoài biết. Ông chủ, ông muốn tôi giết ai nữa hay sao? Ông chủ, chắc là gió thôi. Xung quanh khu vực này bị đồn là có quỷ, không ai dám bén mảng tới đây đâu. Ông chủ đừng có lo. Lần này ông chủ muốn tôi giết ai? Già làng. Ông chủ, chắc là gió thôi. Xung quanh khu vực này bị đồn là có quỷ, không ai dám bén mảng tới đây đâu. Ông chủ đừng có lo. Lần này ông chủ muốn tôi giết ai? Già làng. Cái gì? Già làng hả? Ông ấy gần đất xa trời rồi, còn làm được trò trống gì mà ông chủ phải sợ? Vụ án cháy nhà năm xưa, già làng là người có mặt ở hiện trường đầu tiên và cũng là người biết rõ sự tình. Nay tên Kỳ Phương và đám công an muốn lật lại vụ án, dự định là sáng mai tới để gặp già làng. Nếu tao không ra tay trước, e là nước tới chân không kịp nhảy đâu. Nhưng mà ông chủ, già làng đã thề trước thần linh là sẽ giữ kín miệng mà. Ông ấy cũng đã giữ kín miệng mấy chục năm nay rồi còn gì. Đêm dài lắm mộng, tao không thể để chuyện lớn một phút tan tành. Cẩn tắc vô ấy nấy, mày cứ làm theo lời tao dặn. Vậy ông chủ muốn già làng chết bằng cách nào? Già làng chết không phải tự tử,
mà là bị con quỷ cắn. Tôi hiểu rồi. Ông chủ, nhưng mà tại sao mình phải làm như vậy? Vì tao muốn bọn dân làng ngu dốt kia tin vào chuyện ma quỷ của bản tình. Tin vào chuyện ma quỷ của bản tình để làm gì chứ? Người biết nhiều thường không sống dai đâu. Cứ im lặng mà làm chứ đừng hỏi. Tôi biết rồi. Có chuyện gì? Tôi đến đây là để tiễn ông một đoạn. Tại sao? Tại vì ông xui nên đã dướng vào tầm ngắm của ông chủ. Con hiểu lầm chú quỷ hả? Chú quỷ tới cứu già làng hả? Chú quỷ nói thiệt không? Thôi thôi, chú quỷ không có cần phải thề đâu. Mà con tin chú quỷ. Chú quỷ đừng có giận ma con nữa. Mà con xin lỗi chú quỷ. Mà con biết mà, chú quỷ của mà con tốt lắm. Chú quỷ không có giết người đâu. Hay là để bù đắp lại, mà con sẽ kể chuyện này cho chú quỷ nghe nha. Chuyện của bà Hơ Lan á. Chú quỷ ngồi xuống đây đi, con kể cho nghe nha. Qua đây, qua đây. Ở đây. Bà còn muốn giận tôi tới bao giờ? Tôi có làm gì sai đâu. Con, ông có sai. Ông sai là đã không nói sự thật cho tôi biết, để tôi dần Hơ Lan bao nhiêu năm trời. Quân Bảo là một người rất độc ác và nham hiểm. Sống giữa tay mắt của hắn, tôi không dám lơ là một phút giây nào hết. Vậy lại, tôi làm như vậy cũng chỉ muốn bảo vệ cho bà thôi. Tôi không cần bảo vệ. Sơn Duy, Hơ Lan là bạn của ông, không phải là bạn của tôi sao? Dĩ nhiên hai người họ là bạn của bà rồi. Sơn Duy chết thảm, tôi rất đau lòng. Tôi cũng muốn trả thù. Vậy mà ông bỏ tôi ra ngoài cuộc. Ông có còn là bạn của tôi không? Ông có nhớ lời thề trước mặt sân thần không? Nhớ chứ. Lúc nào tôi cũng nhớ.
Mà thôi, không muốn cũng đã xảy ra rồi. Bà nói đi, bây giờ tôi phải làm gì để cho bà hết giận tôi đây? Bà muốn đánh tôi chứ gì? Tôi quỳ xuống đây, bà đánh đi. Ông làm gì vậy? Ông đứng dậy đi. Đánh tôi đi. Ông làm cái gì vậy? Ông đứng dậy đi mà. Ông là thầy mo của một bàn, kêu tôi đánh ông để mọi người đuổi tôi ra khỏi bàn hả? Câu chuyện lời nguyền này còn có một bí mật nữa mà ngoài tôi và Hơ Lan ra không còn ai biết nữa. Nếu bà chịu tha thứ cho tôi sẽ kể cho bà nghe. Còn tôi giao câu chuyện ông kể như thế nào nữa? Tôi bảo đảm với bà, sau khi bà nghe xong, bà sẽ không giận tôi nữa. Bí mật gì? Đã là bí mật thì không thể nói chuyện ngoài đây được. Vào nhà đi. Ông uống trà đi, rồi kể cho tôi nghe bí mật đó là bí mật gì. Năm đó, nếu như ông Quân không kịp thời nói ra bí mật này thì có lẽ bây giờ Hơ Lai đã không còn sống nữa rồi. Hơ Lai vẫn không chịu ăn uống gì nữa hả? A Quân có còn là bạn của Hơ Lan nữa không? Kể từ lúc nào mà A Quân ngoan ngoãn nghe lời của Quân Bảo như vậy? Chính vì coi Hơ Lan là bạn cho nên A Quân mới không để cho Hơ Lan làm chuyện dại dột. Và A Quân cũng không ngoan ngoãn nghe lời Quân Bảo giống như Hơ Lan nghĩ đâu. Nếu A Quân đã hiểu rõ Hơ Lan như vậy thì tại sao A Quân lại không cho Hơ Lan một nắm lá gón để Hơ Lan chết đi? Hơ Lan không còn ma, không còn người yêu, ngay cả đứa con của mình vừa mới sinh ra cũng đã chết rồi, thì cuộc sống này của Hơ Lan còn gì để lưu luyến nữa chứ? A Quân, nếu như A Quân còn xem Hơ Lan là bạn thì làm ơn hãy cho Hơ Lan toàn nguyện đi A Quân, giúp Hơ Lan có cái chết nhẹ nhàng đi A Quân. A Quân không những không giúp cho Hơ Lan toàn nguyện mà A Quân cũng có trách nhiệm bảo vệ cho Hơ Lan sống khỏe sống tốt nữa kìa. Sống để làm gì chứ? Sống để cho con quỷ đồ lúc người đó hành hạ thân xác của Hơ Lan như vậy sao? Đày đọa thân xác của Hơ Lan sao? Hơ Lan không muốn sống trong địa ngục này nữa. Hơ Lan không muốn sống nữa. Nhìn Hơ Lan phải cùng một kẻ thù giết chồng, giết tất cả những người thân, ăn chung ngủ chung giường. A Quân cũng thấy đau lòng lắm, nhưng mà Hơ Lan không được chết, Hơ Lan phải sống. Còn nếu không, A Quân sẽ mang tội cả đời với Sơn Duy. Anh Sơn Duy chết rồi, Hơ Lan muốn đoàn tụ với chồng con. A Quân à, A Quân hãy giúp Hơ Lan một lần đi mà. Hơ Lan năn nỉ A Quân mà. Nếu như A Quân không giúp Hơ Lan một năm là ngon thì A Quân cứ lờ đi, Hơ Lan sẽ có cách tự kết thúc cuộc đời mình. Hơ Lan, Hơ Lan, Hơ Lan à. Để Hơ Lan đi. Hơ Lan bình tĩnh đi. Để cho Hơ Lan chết đi. Sơn Duy còn sống. A Quân nói điên khùng cái gì vậy? Anh Sơn Duy đã chết rồi. Không, Sơn Duy chưa chết. Sơn Duy chưa chết. Hơ Lan nói nhỏ thôi. Đúng vậy, Sơn Duy vẫn chưa chết. Hôm đó chính A Quân đã nói với Hơ Lan Sơn Duy đã lao vào đám cháy chết rồi mà. Đúng vậy, không phải chỉ có một mình A Quân nhìn thấy, mà hôm đó còn có Quân Bảo, thằng Mạnh, Gia Lan và tất cả mọi người nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Sơn Duy lao vào lửa. Vậy tại sao A Quân lại nói anh Sơn Duy còn sống? Tại hiện trường của vụ án, công an đã phát hiện ra 5 thi thể cháy đen.
Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, A Quân mới thấy là cái xác thứ năm đó không phải của Sơn Duy. Không phải xác Sơn Duy thì là xác của ai? A Quân đừng có gạt Hơ Lan. Hơ Lan không tin đâu. Anh Sơn Duy đã chết rồi. Hơ Lan, Hơ Lan phải tin A Quân. Phải tin vào tình bạn mà Hơ Lan và A Quân đã thề trước mặt Sơn Thần. Cuộc đời của A Quân đã nguyện sống chết với Sơn Duy và Hơ Lan rồi. Nhưng hôm đó tất cả mọi người đã thấy anh Sơn Duy đã lao vào đám lửa rồi mà. Sơn Duy đã chết. Sơn Duy đã chết rồi, đừng lừa Hơ Lan nữa. Hơ Lan bình tĩnh đi. Hơ Lan còn nhớ có một lần A Quân đã tặng cho Sơn Duy một sợi dây chuyền bằng đá. Hơ Lan có nhớ không? Sợi dây chuyền bằng đá. Đó. Lúc đầu á, hôm nay cứ tưởng là anh Sơn Duy khó tính lắm, nhưng không ngờ anh cũng hiền lành, dễ thương như anh A Quân vậy. Anh Sơn Duy hiền lành. Mà mình đô hên nè, anh Sơn Duy có bắt được cá không? Nhìn anh Sơn Duy như vậy còn lâu mới bắt được cá. Hơi làm cũng nghi như vậy. Được một con nữa rồi. Ê, tôi cũng được một con nè. Công nhận mày cũng giỏi thiệt. Tao chỉ mới chỉ mày thôi mà mày đã đâm được cá rồi. Cá bự như vậy một lát nữa nướng sẽ ngọt lắm đây. Hồi đó đọc sách cứ nghĩ là đâm cá là khó dữ lắm. Ai về hôm nay á, được chứng kiến tận mắt mà còn được làm tận tay nữa. Chẳng qua là mày may mắn thôi. Nếu mày muốn đâm cá giỏi như tao á thì phải tập luyện nhiều. Tao biết mà. Sơn Duy à. Hả? Lúc trước mày đã tặng cho tao một cái đèn. Hôm nay tao có cái này tặng mày nè. Cái gì vậy? Đây là một sợi dây chuyền bằng đá mà tao rất là quý. Hôm nay tao tặng lại cho mày. Đẹp quá. Cảm ơn mày nha. Mày đúng là bạn tốt. Tao đeo vô nha. Mày đeo thử coi đẹp không? Ừ. Đây. Ê, đeo giùm tao đi. Để tao đeo cho. Được chưa? Rồi. Rồi. Đẹp chưa? Đẹp lắm. Cảm ơn mày nha. Không có gì đâu. Đúng. Mặt đá của sợi dây chuyền rất là hiếm. Không có một ngọn lửa nào sẽ làm cho nó tan chảy. Tuy là cái xác thứ năm đã cháy đen, không thể nhận rõ nhân dạng, nhưng A Quân không phát hiện ra mặt đá của sợi dây chuyền, cũng như ở tại căn nhà gỗ đó. Sao lại như vậy được? Anh Sơn Duy còn sống sao? A Quân lâu nay cũng luôn thắc mắc, không hiểu tại sao. Nhưng mà linh cảm của A Quân chắc chắn một điều là Sơn Duy vẫn chưa chết. Sơn Duy chưa chết? Vậy thì anh Sơn Duy đang ở đâu? Sơn Duy đang ở đâu vậy? Dẫn Hơ Lan tới đó đi. Hơ Lan à, anh Sơn Duy đang ở đâu? Chuyện này A Quân vẫn đang điều tra. A Quân cũng không biết nữa. A Quân chỉ biết là Sơn Thần sẽ phù hộ cho Sơn Duy. Vì Hơ Lan, vì một ngày mai, vì Sơn Duy, Hơ Lan phải sống. Phải sống chờ ngày đoàn tụ. Nhưng liệu ngày đó có đến không? Thề trước thần linh, A Quân sẽ tìm bằng được Sơn Duy về đây cho Hơ Lan. Ông đã hứa với Hơ Lan chắc chắn như vậy sao? Phải. Tuy là có hơi tàn nhẫn, nhưng lần này tôi không trách ông. Nếu không nói gạt như vậy thì làm sao Hơ Lan có thể sống nổi tới bây giờ? Bà nói gì vậy? Ai gạt Hơ Lan chứ? Ông... không phải ông gạt Hơ Lan chuyện Sơn Duy còn sống sao? Tôi đã lấy thần linh ra mà thề thì làm gì có chuyện gạt Hơ Lan chứ? Không gạt chứ không lẽ
anh Sơn Duy chưa chết. Đúng vậy. Con cảm ơn Giang, con cảm ơn tổ tiên. Lời nguyện đã linh ứng, và nó sẽ tiếp tục linh ứng hơn nữa. Kẻ thù ác sắp tới ngày đến tội rồi. Tôi luôn mong tất cả mọi người trên trời cao sẽ phù hộ cho Sơn Duy sớm ngày đoàn tụ với ông con. Nhưng đã 30 năm rồi, nếu Sơn Duy còn sống, sao không liên lạc với mọi người? Tôi cũng không biết. Có thể Sơn Duy sẽ sợ quân bảo, hoặc là sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm liên lụy tới người khác, cho nên vẫn chưa xuất động lộ diện. Cũng có khi là Sơn Duy chết rồi không chừng. Không, Sơn Duy chưa chết đâu. Tôi chưa chắc chắn lắm, nhưng mà tôi đã có chút manh mối để tìm ra được Sơn Duy. Sơn Duy còn sống. Chú Quỷ ơi, chú Quỷ. À, con biết chú Quỷ đang ở đây rồi. Chú Quỷ ơi, chú Quỷ ra đây. Con chào chú Quỷ coi người mà con thích nè. 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 Chú Quỷ. Chú Quỷ ơi, chú Quỷ đừng có sợ. Đây á là cái màn hình thần kỳ thôi. Chú Quỷ coi đi. Nè, đây là anh Kiều Phương của ma con á. Chú Quỷ thấy dễ thương không? Ý chú Quỷ nói hồi đó chú Quỷ cũng dễ thương giống vậy hả? Chú Quỷ, chú Quỷ đừng có sợ. Chú Quỷ, chú Quỷ giống ma con hôm bữa anh Kiều Phương nói rồi, không có gì phải sợ hết. Cái này á, người ta gọi là tin nhắn thoại á chú Quỷ. Để mà còn cho chú Quỷ coi mặt của chị đó nha. Chị đó cũng thích anh Kiều Phương á, mà ma con không thích chị đâu. Tại vì á, chị là con của ông Quân Bảo, mà ông Quân Bảo là người xấu. Chú Quỷ sao vậy? Con nói rồi, chị này á là Bích Hà, con gái của ông Quân Bảo á. Người sẽ biến con thành xương khói á chú Quỷ. Chú Quỷ bị sao vậy? Chú Quỷ ơi, chú Quỷ. Chú Quỷ ơi, mà con thích đi chỉ cá với anh Kiều Phương, mà con không biết đi làm sao hết. Ý chú Quỷ nói là chú Quỷ sẽ giúp con đi chỉ cá với anh Kiều Phương hả? Nhưng mà không có được. Nếu mà con xuất hiện ban ngày, mà con sẽ biến thành xương khói. Mà con sợ lắm, mà con không dám đâu. À, ý chú Quỷ nói là mà con ra ngoài cũng được, nhưng mà phải mặc bộ đồ này hả? À, đúng rồi. Nhưng mà con không có bộ đồ nào khác. Sao ta? Thầy Mo chỉ may cho ma con có một bộ đồ này thôi à.
Bây giờ phải làm sao ta? Ý, mà con có cách rồi. Thôi, mà con không nói đâu. Bây giờ mà con sẽ về nhà lấy bộ đồ đó mặc lên, rồi tới đây cho chú quỷ coi nha. Chú quỷ đợi mà con nha. Chú quỷ nhớ đợi mà con nha. Lúc nãy chú quỷ kêu mình mặc đồ đẹp. Biết bộ nào đẹp ta? Sẽ trả lại chỗ cũ cho gì nha. Chú quỷ, chú quỷ ơi, chú quỷ, chú quỷ ơi, chú quỷ dậy đi, dậy nhìn ma con nè. Chú quỷ nhìn đi, đẹp không chú quỷ? À, bộ đồ này á, với cái dòng này á, là con mượn của dì Hơ Lan á. Bộ đồ này đẹp mà. Hay là
Bộ đồ này đẹp, nhưng mà con vẫn thấy ghê.